Hello, xin chào cả nhà. Nãy giờ ngồi xem like của anh Riêng Phan mà mình thấy mọi người comment quá trời luôn. Hello, xin chào cả nhà. Trong lúc chờ đợi mọi người vào xem like của mình, mời mọi người, mời các bạn cùng nghe một bài nhạc. Bài này mình rất là thích. Mọi người ủng hộ anh Rinpan quá trời mà. Hello, xin chào cả nhà. Hello, Mai Hoa. Cả nhà ủng hộ anh Rinfan quá trời. Xin chào Hồng Hiên nha. Yes, chuẩn bị sẵn hết rồi, chỉ có đợi anh Rinfan xuống là mình nhảy lên thôi. Âm thanh có ổn không? Có mọi người có nghe được tiếng nhạc không ạ? Comment giùm Hồng. Wow, có nhiều bạn bè của tôi vào xem lắm đây. Mình chờ khoảng 2 phút thôi để mọi người vào đông đông tí rồi Hồng sẽ like luôn ha. Xin chào Nguyễn Thị Thu Thủy. Chào Thùy Dương, chào Thu Hạnh. Ok, chị cảm ơn Hạnh. Rõ, ok, ổn, ok. Ai cũng nói mình vậy mà. Tự tin tí xíu, mình làm gì mình cũng thấy tự tin. Đúng rồi, chị bắt nhạc hơi nhỏ. Rất là đúng giờ phải không cả nhà? Hello Yến Trần, cảm ơn Yến Trần đã vào xem live của mình. Chào cảm thấy yêu vốn. Bữa nay là thấy ngồi xem live là mệt xỉu luôn rồi. Cũng ráng làm cho mình tươi lên, mình trẻ lại chứ phải không Yến? Chào Ngọc Duyên nha. À, mình xin phép bắt đầu cái like của mình luôn ha. Mình xin phép được bắt đầu nội dung của mình. Xin mở nhạc nhỏ lại tí xíu. Đúng rồi, rất đúng giờ. Đúng giờ để không thôi bị trừ giờ. Mình xin giới thiệu về mình, đó là mình tên là Quỳnh Thị Thu Hồng. Thì mình cũng đang sinh sống và làm việc tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Công việc hiện tại thì mình làm hai công việc, đó là mình bán dụng cụ học sinh tại nhà. Sau đó mình cũng có, gần đây mình có làm thêm công việc, đó là mình kinh doanh bên mỹ phẩm Laco. Và hiện tại thì mình cũng đang sử dụng cái sản phẩm Laco này và mình cảm thấy mình rất là yêu thích sản phẩm này và mình bắt tay mình kinh doanh luôn. Ừ, hôm nay chị tốt nghiệp đó thì Dương ơi. Cái bài nhạc này là Người đến từ Chiều Châu. Đây là một bài nhạc chị lấy làm động lực cho bản thân mình rất là nhiều. Mình bắt tay vào kinh doanh mỹ phẩm Laco là rất là nhiều lý do, nhưng mà mình đầu tiên hết là từ lý do là chất lượng sản phẩm và mình yêu thích những cái gì về thiên nhiên. Và chính vì yêu thích những cái gì về thiên nhiên á, thì ngày xưa á, là sau khi mình rời bỏ công việc giáo viên á, thì mình cũng
có làm một cái công ty về thực phẩm chức năng, cũng chuyên về những cái thiên nhiên, và được nhập trực tiếp từ Pháp về Việt Nam luôn. Thì sau khi mình làm cái đó một thời gian thì công việc của mình nó cũng rất là khó khăn, rồi kinh tế nó cũng khó khăn, cho nên mình mới bỏ. Nhưng mà giai đoạn đó là mình cũng có được những cái chứng nhận, những cái công nhận của công ty. Thì đây mình show lên cho các bạn xem, nhưng mà mình yêu thích đến mức độ như vậy, nhưng mà mình cũng phải bỏ thôi, tại vì cái công công việc của mình, cái thu nhập của mình lúc đó nó không có được như mình mong muốn, cho nên mình phải bỏ. Đó. Đây là cái giấy chứng nhận, và các bạn biết cái giấy chứng nhận này là được cấp bởi công công ty thực phẩm chức năng Vision, và thông qua là ở đây nó có cái logo của Tổ chức Y tế Thế giới nữa. Và lúc đó mình rất là tự hào về cái bằng chứng nhận này, cho nên mình cũng đi giúp đỡ cho rất là nhiều người về sức khỏe. Nhưng qua một khoảng thời gian thì mình cảm thấy là cái công việc của mình nó không còn phù hợp nữa, là lý do là thứ nhất là mình bán sản phẩm thì mình phải bán là đúng giá của công ty. Chị chào Lê Ngọc Vinh, chị chào Phan Văn Với, chào Nguyễn Lý nè, cốt yêu của tôi. Hôm nay cốt cũng tới dự lễ tốt nghiệp của chị nữa nha. Thì mình cứ bán, mình bán giá gốc của công ty mà mình phải bỏ tiền ra để mà mình đi lại. Rồi mình cũng phải tới những cái lớp học, đi các tỉnh thành, mình đều phải bỏ tiền túi hết. Và mình cảm thấy rất là mệt mỏi với cái việc là mình bỏ tiền túi nhưng mà mình không có được cái đồng lời. Thì chính vì vậy cho nên là mình mới ngưng lại cái công việc kinh doanh bên đó. Và ngay cái giai đoạn đó thì ông xã của mình cũng vấn đề là làm bên xây dựng, thì cũng gặp một cái vấn đề nữa, đó là xây dựng ngay lúc đó nó cũng còn khó khăn, mà thậm chí xây dựng ngày hôm nay nó vẫn còn khó khăn, phải không các bạn? Ok, đúng rồi đó Duy, bác Hoàng Kim Ngọc. Xây dựng ngày hôm nay nó vẫn còn khó khăn, và mọi người vẫn bỏ nghề rất là nhiều với cái công việc mà ngày xưa đó là xây dựng. Bạn chị hiện tại giờ làm xây dựng cũng cũng rất là khó khăn, cho nên là năm nay cũng mãi đến năm nay vẫn khó khăn, và nó cũng chuẩn bị đổi nghề luôn. Thì giai đoạn đó mình bị khó khăn như vậy thì mình trở về mình bán trước cổng trường á, thì mình bị một cái áp lực, đó là khi mà một người giáo viên á, mà mình phải bỏ công việc dạy của mình rồi mình đi ra mình bán trước cổng trường á, thì người ta qua lại người ta nhìn mình rất là nhiều. Cảm ơn thầy Dương nha. Mọi người cứ dòm ngó mình, nhưng mà mình lấy một cái động lực, đó là mình làm vì mình làm vì cuộc sống của mình. Họ có cười, họ có chê mình đi chăng nữa, đó cũng là cuộc sống của mình, và họ chẳng cho mình được thêm một đồng nào cả, và họ chẳng có nuôi mình được một bữa cơm nào cả. Chính vì mình suy nghĩ như vậy cho nên mình tập trung buôn bán, và giai đoạn đó mình bán rất là đắt. Và chính vì bán đắt cho nên tham lắm, bán luôn, cái gì cũng bán hết. Bánh tráng nướng, bánh tráng trộn, gà rán. Hiện tại bây giờ là đường nhà trước cửa nhà mình làm xong thì cái nhà của mình nó ra mặt tiền, thì mình bán luôn trà sữa. Và ở đây thì nó có hai trường, đó là trường cấp 1 và trường cấp 2, thì đặc biệt đó là mấy đứa nhỏ qua chỗ nhà mình thì rất là đông. Thì buôn bán đông như vậy thì các bạn biết đó, là vừa bán đủ thứ đồ hết mà, trà sữa rồi bánh tráng nướng rồi nữa, tập trung đông quá cho nên là con nít nó rất là thừa cơ hội, được lúc nào mà sơ sẩy là bắt đầu nhảy vô chôm, bỏ túi bỏ vô bị chạy về nhà liền, giọt liền. Nhưng mà mình cũng bắt được chứ không phải không, nhưng mà mình không có bắt mấy đứa nhỏ, không có phạt nó để làm gì, mà mình để cho nó qua luôn, rồi sau đó mình sẽ lấy lại sau. Thì những lần sau nó tới nó mua hàng của mình nữa thì chắc ăn là mình cũng phải có đồng lời lại từ những cái gì mình mất, và mình chú ý hơn những đứa trẻ đó. Nhưng mà trải qua 3 năm thì mình buôn bán với cái công việc sáng 5 giờ sáng dọn hàng, chiều 6 giờ dọn vô. Thì vợ chồng mình á, cả hai vợ chồng cùng làm,
thì nó vất vả lắm. Trà sữa thì các bạn biết là phải nấu rất là nhiều nhiều cái loại thạch khác nhau để mình bán. Thì mình thấy ủa, hóa ra mình làm chủ mà giống như là mình làm khổ chủ vậy đó. Mình cứ mãi miết để mình làm mà mình không có thời gian để mình đi chơi hay đi du lịch, hay là mình cũng không có thời gian để có thể mà vợ chồng đèo với nhau trên chiếc xe, cũng không có luôn nữa. Chào Nguyễn Ngọc Thành, chị xin chào. À, cái mình cứ suy nghĩ hoài. Vậy thì vợ chồng mình làm vất vả một ngày trên 12 tiếng đồng hồ, nhưng mà kinh tế thì nó không như mình mong muốn. Thậm chí mà cha mẹ mà bệnh hoạn thì cũng không có thời gian để mà đi chăm sóc, và cái đồng tiền mình làm ra thì nó cũng không được bao nhiêu, cho nên là mình cảm thấy đau đớn trong lòng lắm. Và mình cũng đi tìm cái cách để mà mình vươn lên. Thì hồi hè năm ngoái đó, các bạn gặp lại một người bạn cũ rủ mình đầu tư. Mình có máu đầu tư lắm, mình thích đầu tư lắm, kêu mình chơi tiền điện tử, cho nên là mình cũng nhảy vô mình chơi không biết gì hết. Người ta kêu sao nghe vậy, kêu đương nhiêu đưa, tin bạn mình đến mức độ như vậy và mình đưa. Thì sau vài tháng thôi là cái wall token đó nó sập. Thì những cái người mà ở bên Trung Quốc đó họ bị bắt hết rồi, và hiện tại giờ cũng không có lấy lại được luôn, coi như là mất luôn. Chắc là Covid ăn hết mấy người đó rồi. Mình đau ghê, tại vì các bạn biết đó, mỗi lần mà mình bán dụng cụ học sinh nó cũng không có lời được bao nhiêu. Mình vất vả lắm thì mình mới làm cái đồng tiền. Mình cũng dự định là mình kiếm thêm như vậy để sửa lại căn nhà này, mà mình làm một cái trung tâm dạy thêm. Tham vọng quá cho nên mình sẽ thất vọng. Và cuối cùng là mình đã mất trắng, và bây giờ mình làm lại từ đầu. Xin chào Bích Nhài. Thì mình cuối năm 2019 thì mình cũng chắc là giống như các bạn ở đây, mình cũng tìm hiểu có một số bạn sẽ cùng học với mình khóa K05 của thầy Nguyên Trần, và mình cũng join vào cái group 7D để mình học. Cái giai đoạn đó kinh lắm các bạn, nhìn mình như hôm nay là được là lột xác hoàn toàn. Ai mà ngày xưa mà coi cái testimonial của mình nó nghe mình nói mà thều thào, nghe giống như nó không nổi luôn. Trời ơi, nghe thấy ghê lắm, và mặt mày mình thấy ghê lắm. Và mình cũng không có biết được cái cách để mà chụp cái hình mà đăng lên Facebook của mình nữa, chứ huống hồ gì mà ngồi livestream như ngày hôm nay. Mình được như vậy là đã, thứ nhất là chiến thắng được bản thân mình một phần, thứ hai là mình đã tiếp nhận được những cái công cụ, những cái thông tin mới trên trên mạng xã hội. Và nhân tiện đây thì mình cũng cảm ơn thầy rất là nhiều. Nhờ thầy đã tạo ra được một cái cộng đồng, những cái lớp học để cho những nhiều người mà họ không biết gì về internet, không biết gì về Facebook, họ có thể join vào cái group đó, và qua một khoảng thời gian phấn đấu học hỏi thì họ có thể thay đổi được giống như mình. Cảm ơn thầy rất là nhiều, và cũng cảm ơn thầy đã tạo ra cái group giao thương này để cho chị em mình có thể trao đổi những cái hàng hóa với nhau. Cảm ơn thầy rất là nhiều. Và trở lại chủ đề chính của mình, đó là hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một cái chủ đề rất là nhỏ, đó là khách hàng tiềm năng của chúng ta sẽ tìm ở đâu, và 7 cách để chúng ta có thể làm cho cái giao diện của chúng ta trở nên bắt mắt hơn, và cái giao diện của chúng ta nó sẽ hút khách được hơn. Và chúng ta phải làm như thế nào để những người họ vào trang Facebook của chúng ta họ thấy được niềm tin để họ có thể mua hàng của mình. Đó là cái 7 cách để tối ưu cái trang Facebook của mình. Và cái phần đầu tiên mình muốn chia sẻ đến các bạn đó là khách hàng tiềm năng ở đâu. Thì khi chúng ta kinh doanh thì chúng ta luôn luôn là tìm khách hàng. Vậy thì nếu như kinh doanh truyền thống, ví dụ như kinh doanh truyền thống thì các bạn biết đó là một lượng khách đến một cái cửa hàng một ngày thì cũng tầm độ khoảng 100 ngày trở lại thôi. Nhưng nếu chúng ta kinh doanh online thì khách hàng của chúng ta nó sẽ rất là lớn,
Hiện tại bây giờ á, nếu về cái lượng mà người sử dụng mà Facebook á, thì khoảng 65 triệu tài khoản Facebook. Vậy thì nếu mà chúng ta kinh doanh truyền thống thì không bao nhiêu người họ biết đến mình đâu. Nhưng nếu chúng ta kinh doanh online thì kinh doanh online á, thì chúng ta sẽ tiếp cận được cái lượng khách hàng rất là lớn. Vậy thì khi tiếp cận được lượng khách hàng lớn như vậy á, thì chúng ta phải làm cái Facebook của mình nó như thế nào? Cái Facebook của mình làm sao để cho nó bắt mắt, làm sao để cho nó thu hút hơn. Ai trong số các bạn chúng ta đồng ý rằng là Facebook là để kiếm tiền chứ không phải Facebook là để chơi? Ai trong số các bạn đồng ý với mình? Chào Hương Quỳnh, cảm ơn em đã vào ủng hộ chị. Ai trong số các bạn cho rằng Facebook là nơi kiếm tiền chứ không phải để chơi? Facebook á mà để chơi á là những bé nhỏ nhỏ tầm độ khoảng 15 16 tuổi trở xuống á. Chứ còn ở tầm độ tuổi của mình á, vào Facebook á mình chỉ để kiếm tiền thôi, chứ còn chơi thì sẽ mất rất là nhiều thời gian của mình. Vậy thì Facebook, cái giao diện Facebook nó giống như là cái cửa hàng của mình vậy. Cái cửa hàng của mình, nếu mà cái cửa hàng của mình nó bề bộn quá thì người ta vào đó người ta cảm thấy rất là mệt mỏi và người ta không biết phải lựa cái gì và cái thông tin gì hữu ích cho người ta, và người ta sẽ thoát ra khỏi cái Facebook của mình ngay. Chào Đoàn Thu Thành, chào Phan Văn Giới. Vậy thì mình phải làm cái Facebook của mình như thế nào để cho bắt mắt đó. Thì đây là phần chia sẻ của mình. Thứ nhất là khi chúng ta có cái Facebook á, thì chúng ta sẽ có, đầu tiên hết đó là chúng ta sẽ có cái tên của mình trước đi ha. Cái tên của mình á, thì các bạn nhớ là cái tên mình là phải tên phải giống giấy chứng minh nhân dân. Để chi? Để rủi mà cái face của mình mà nó có bị vấn đề gì á, ví dụ mà nó có mất Facebook hay gì á, thì tên nó giống chứng minh nhân dân á, thì chúng ta sẽ tìm lại được, nhờ Facebook nó phục hồi lại cho mình được. Còn nếu như không giống tên thì Facebook cũng không có biết cách để mà trả trả cái face lại cho mình. Ông bài Trần không có đâu, chị tập chia sẻ thôi. Và cái tên Facebook của mình thì các bạn nhớ đó là cái tên nó là phải cái tên đúng giấy chứng minh nhân dân của mình ha. Và cái ảnh đại diện, thường thì cái ảnh đại diện thì chúng ta làm sao để cho mà người ta biết được, thứ nhất cái thông tin trên cái ảnh đại diện này người ta biết được là mình đang kinh doanh sản phẩm gì, dịch vụ gì trên cái ảnh đại diện này. Chúng ta có thể đăng những cái hình mà có tập thể đông người để người xem họ thấy được cái niềm tin của họ là chúng ta có một cái cộng đồng, chúng ta có một cái nhóm để cùng làm việc chung, thì người ta sẽ tin tưởng hơn. Còn khi qua cái ảnh bìa có nghĩa là, xin lỗi, cái ảnh đại diện của mình thì không nên, xin lỗi, cái ảnh đại diện của mình thì không nên để nhiều người, chỉ một mình trên cái ảnh đại diện thôi. Để khi mà người ta thấy cái ảnh đại diện của mình là người ta sẽ biết mình là đại diện của cái Facebook đó ngay, người ta sẽ không nhầm với những cái Facebook khác. Và cái ảnh bìa, hồi nãy mình chia sẻ lộn cái ảnh bìa này. Còn cái ảnh bìa thì chúng ta có thể đưa ảnh của nhiều người cùng xuất hiện trong cái ảnh bìa này để người ta thấy được là mình có cái nhóm hoạt động và có nhiều người cùng cùng hoạt động với mình, thì khi cái ảnh bìa này người ta sẽ tăng cái niềm tin với cái Facebook của mình hơn. Và qua tới cái phần tên Facebook thì hồi nãy mình có nói rồi đó ha. Cái tên Facebook này thì cũng chúng ta cũng phải chú ý là đúng giấy chứng minh nhân dân ha. Và ở dưới cái phần của cái giao diện của cái tên đó, thì chúng ta sẽ có cái chính cái ảnh nổi bật. Thì ở phần chính cái ảnh này thì các bạn nhớ là chúng ta sẽ đưa chính cái ảnh mà chúng ta cảm thấy nó đẹp nhất, và cái ảnh này nó có thể tôn vinh được cái công việc của chúng ta đang làm nhất. Thì chúng ta đưa vào, chúng ta có thể ép vào trong cái chỗ đó được. Ngày xưa mình không có biết cho nên là mình cứ để ảnh nào nó cứ nhảy lung tung lên đó thôi mà mình không có điều khiển được.
Thì sau này á, khi mà mình học rồi mình mới biết được là mình phải thay đổi luôn cả chính cái ảnh này luôn. Và cái phần mà mình nói với các bạn đó là mình phải ẩn số lượng bạn bè luôn nha. Số lượng bạn bè thì chúng ta nên ẩn đi, chúng ta không có để. Tại vì nếu mà để á, thì nhiều người ngoài người ta thấy số lượng bạn bè của mình, đôi khi người ta vô người ta làm phiền thì nó cũng không hay. Và chúng ta sẽ qua đến cái phần chính của chương trình hôm nay, đó là chúng ta nói về 7 cách để tăng tương tác. 7 cách để tăng tương tác thì cách thứ nhất là mình đã làm ngày hôm nay. Thật sự là khi mình live stream, mình like cái live này á, mình đã làm một cái banner và mời cũng rất là nhiều bạn bè. Chị em đông vui quá. Vui. Xin chào Phạm Vượng. Khi chúng ta đi like hoặc là comment bài của những bạn khác thì đồng thời đó chúng ta cũng giống như là nhắc lại với họ là chúng ta là bạn bè, thì tôi like bạn thì bạn mai mốt bạn nhớ like lại cho tôi, cũng là một cách nhắc khéo. Vậy thì chúng ta phải làm cách là đi đi like và comment vào những cái bài của bạn mình. Mình muốn ai biết đến bài của mình thì mình phải đi comment. Người ta gọi là đi like và comment dạo đó các bạn, dùng cái từ là dạo á. Và phần thứ hai nữa là khi chúng ta đăng bài á thì chúng ta nên nhớ là viết content và chúng ta phải kèm theo có hình ảnh và video. Nếu mà chúng ta có hình ảnh không, không có video cũng được. Có video không có hình ảnh cũng được. Nhưng nếu bài chúng ta đăng mà vừa có hình ảnh vừa có video thì cái độ mà Facebook nó tải đến nhiều người đó, nó sẽ cao hơn là khi chúng ta chỉ đăng đơn thuần. Và điều thứ tư, điều thứ ba, xin lỗi, điều thứ ba thì khi chúng ta có một cái Facebook để chúng ta bán hàng thì lâu lâu chúng ta đăng một cái bài thả thính. Đăng một bài thả thính là như thế nào? Đăng bài thả thính là ví dụ mình có thể cầm một cái hũ mỹ phẩm như thế này và mình nói mọi người ơi, tôi rất là may mắn được một người bạn tặng cho tôi cái hũ kem ngày này, tôi dùng đến hôm nay da tôi đẹp lắm rồi nè, các bạn ai muốn đẹp giống như tôi hãy comment, tôi sẽ chỉ cho. Đó, thả thính là như vậy. Hoặc là hôm qua mình có đăng một cái bài thả thính rất là ngắn, không biết các bạn có thấy không. Tự ti hay tự tin? Tự tin hay là tự ti? Tự tin hơn tự ti, chỉ chữ N thôi. Vậy thì các bạn thích N hay không N? Và mình có nói câu nói của thầy, đó là thầy tôi nói no money no talk, còn tôi nói no talk no money. Ngày hôm nay nếu mà không nói là không có tiền, phải nói mới có tiền. Đúng không cả nhà ơi? Comment cho mình biết đi. Xin thông báo cả nhà cố gắng xem hết livestream của mình có 2 phần quà gửi đến cho các bạn comment nhiều nhất, cho nên cố gắng comment lên nha, đừng bỏ lỡ cơ hội. Và điều thứ tư là chúng ta phải viết một cái bài content cho thật là chất. Chất ở đây có nghĩa là phải có giá trị đến nhiều người, chứ chúng ta không viết mông lung. Hoặc là có thể có nhiều người họ họ hay có cái tình trạng mà họ họ giận ai đó cái họ vô họ viết cái bài mà giống như là chửi chửi trên mạng luôn, thì cái điều đó nó sẽ không không có hay và dẫn đến phản cảm cái trang Facebook của mình. Thì hôm nào có dịp thì mình sẽ nói với các bạn về cái việc viết content chất, và đây cũng là điều mà mình học được và mình cũng chia sẻ lại cho các bạn thôi. Và mình cảm thấy là ngày hôm nay mình viết content nó đã thay đổi rất là nhiều rồi. Phần thứ năm mà mình muốn gửi đến các bạn đó là khi khi mà chúng ta đăng bài á, thì chúng ta nên đọc thật là kỹ, tránh cái trường hợp là chúng ta đăng rồi rồi chúng ta lại sửa chỉnh sửa. Vì Facebook nó nghĩ là một khi bài mà chúng ta chỉnh sửa á, thì nó sẽ có cái vấn đề giống như là spam gì đó, nó không phải là đúng cái nội dung, và Facebook nó sẽ không
không tải đến nhiều người hơn, và cái lượng phân phát ra nó cũng không có tốt bằng là mình chỉ đọc kỹ và đăng một lần một và không chỉnh sửa. Đó. Những cái điều này thì có một số bạn chắc biết hết rồi, nhưng mà mình cũng xin nói qua. Và đăng bài vào những cái khung giờ vàng, thì các bạn có thể search Google, các bạn cũng thể biết là khung giờ vàng để đăng bài. Cái trên Google nó cũng có hai khung giờ vàng để đăng bài, và các bạn cũng có thể là mình chú ý cái giờ mình đăng tí xíu. Cái lỗi này mình cũng bị mắc luôn, là đôi khi mình cứ viết bài rảnh lúc nào cầm máy viết xong rồi là mình cứ đăng lên thôi, mình không có xem giờ, thì đâm ra cái lượng tương tác nó cũng không cao. Và phần số 7 mình muốn gửi đến các bạn đó là chúng ta đăng bài theo tỷ lệ 4 3 2 1. Không biết có bạn nào biết cái tỷ lệ này không? Nhưng cảm ơn Dương. Chị có gì đâu, chị chỉ học và chị nói lại thôi. Thì khi đăng bài thì các bạn nhớ là 4 3 2 1, thì 4 bài là trao giá trị, trao giá trị hoặc là truyền cảm hứng cho nhiều người. 3 bài là chúng ta trao giá trị về đội nhóm của chúng ta đang làm việc, và 2 bài chúng ta chia sẻ về gia đình, con cái, chồng vợ và gì đó vân vân. Ví dụ chúng ta có thể chụp hình vợ chồng với nhau, chúng ta đăng lên, hoặc là chụp hình với con mình, hoặc là chụp hình con mình đi chơi hay gì đó, hoặc là chia sẻ về một cái việc mình đi siêu thị mình lựa món đồ nào đó, đó là kinh nghiệm của mình chẳng hạn. Thì đó là cái tỷ lệ này thì chúng ta nên quan tâm. Đúng rồi, chị học đấy, chị học từ một ông thầy ở trên TikTok cũng chia sẻ rất là hay về bốn con số này, và chỉ một bài để chúng ta đăng về sản phẩm bán thôi. Như vậy thì chúng ta mới bán được hàng, bởi vì không ai thích vào một cái trang Facebook mà toàn những bài bán hàng. Khi chúng ta bán hàng không thì người ta nhìn, người ta rất là chán và người ta thoát khỏi Facebook của mình liền, đâm ra mình mất đi một khách hàng. Đây là điều rất là khéo. Và đó là những cái phần mà mình muốn chia sẻ đến các bạn. Và sau đây mình cũng xin chia sẻ với các bạn sơ về cái công ty mà hiện tại giờ mình đang kinh doanh hợp tác cùng. Tại sao mình lại làm việc với Laco? Thì hôm trước mình có chia sẻ với các bạn đó là 5 tiêu chí để chọn lựa một cái công ty để mà chúng ta, một sản phẩm, một công ty để chúng ta kinh doanh. Và có một cái tiêu chí mà vô cùng quyết định, đó là hệ thống đào tạo. Nếu chúng ta chọn một cái sản phẩm tốt mà chúng ta không có hệ thống đào tạo thì chúng ta mày mò, chúng ta làm mãi chúng ta cũng không ra được hàng. Có chăng là những người thân, những nhà nào quen biết với mình thì họ sẽ ủng hộ và họ mua với mình. Còn nếu mà những người lạ thì mình sẽ không biết cách để mình làm từ đâu và giúp cho người khác có thể bán hàng giống như mình, hoặc là giúp cho bản thân mình bán được hàng. Đó là một cái điều rất là quan trọng. Và hôm nay mình cũng xin nói về Laco. Thì công ty Laco có cái gì? Thứ nhất, công ty Laco có những cái sản phẩm chuyên về làm đẹp, từ tóc tới da mặt, rồi sữa tắm, rồi tới dung dịch vệ sinh phụ nữ. Và những sản phẩm này nó vì sức khỏe cộng đồng, và đặc biệt là sản phẩm của Laco luôn luôn, mỗi một sản phẩm, ví dụ một cái sản phẩm nhỏ thôi cũng có được cái giấy chứng, cũng có được cái giấy bảo hiểm của sản phẩm luôn. Đây là cái giấy bảo hiểm. Đây là mặt trước và đây là mặt sau của cái bảo hiểm của sản phẩm. Đây là cái điều mà tiên quyết về chất lượng của sản phẩm, cho nên chúng ta dùng sản phẩm này hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Và đây là một cái nữ doanh nhân rất là thành đạt, và đây là một cái người phụ nữ, đây là hoa hậu Hoàng Kim Ngọc, và mình thấy rất là ngưỡng mộ cô ấy, còn rất là trẻ và hiện tại là giám đốc của công ty Laco, mình gọi là boss tổng. Thì đây, trong một cái buổi khai trương trụ sở chính Laco ở Hà Nội, ở ngay đầu tháng 7 này thôi. Đây là sản phẩm về tóc. Tóc thì có 3 loại, một là có dầu gội, hai đó là dầu xả, và ba nó là có amla, có nghĩa là serum để làm mượt tóc.
Cho nên là khi bán được một chai dầu gội thôi thì chúng ta có thể upsell lên và bán được là dầu xả và bán luôn cả serum nữa. Đây gửi đến các bạn. Đây là mặt nạ dưỡng da. Mặt nạ này chúng ta thoa lên da và sau khoảng tầm độ 5 cho tới 10 phút thì chúng ta rửa. Rửa mặt là thật sạch. Ồ, xin lỗi. Quên chia sẻ màn hình mà cứ nói miết. Xin lỗi ha, đây. Đây là công ty. Mình trả lại tí xíu. Đây là công ty. Những sản phẩm của công ty là luôn vì sức khỏe cộng đồng. Và đây là giám đốc của công ty. Các bạn thấy rõ không ạ? Và đây là phiếu bảo hành để mình share lại cho các bạn xem. Đây mặt trước, còn đây là mặt sau của cái phiếu bảo hành. Mỗi một sản phẩm đều có một cái phiếu bảo hành kèm theo. Còn đây là dầu gội, hồi nãy mình có nói đó, mình có thể dễ dàng upsell lên là mình bán một nhưng mà mình bán được ba luôn. Có nghĩa là bán dầu gội thì sẽ bán luôn dầu xả và serum. Còn đây là sản phẩm chăm sóc da mặt. Thì đây là cái chai này là chai tẩy trang nè các bạn. Đây là cái loại mà hồi xưa là mình nghĩ là không không cần dùng. Mình không có sử dụng mỹ phẩm thì chắc là không cần dùng cái loại tẩy trang này đâu. Nhưng mà mình đã sai. Chào Bích Lâm nha. Cảm ơn Bích Lâm. Rin Phan đã vào ủng hộ chị. Ngày xưa mình nghĩ là mình không có xài mỹ phẩm cho nên không cần tẩy trang, nhưng nếu chúng ta không dùng mỹ phẩm chúng ta vẫn phải tẩy trang và vẫn phải tẩy tế bào chết, vì hàng ngày á, tế bào chết chúng ta bong ra, da mặt của chúng ta rất là nhiều, hàng 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 tỷ tế bào ta bong ra, mà nếu chúng ta không tẩy đi thì nó vẫn còn bám ở trên da của mình á, thì làm cho da của mình á, nó dễ bị nám và dễ bị sần sùi sạm da. Và đây là mặt nạ tiếp theo, xin chia sẻ với cả nhà tí xíu. Đây là toner. Và hiện tại bây giờ nếu mà chúng ta mua chai toner này, thì chúng ta sẽ được tặng cái máy. Và vào mùa hè thì đặc biệt là người miền Tây mình đó thì sử dụng cái máy này thì rất là ok, là tại vì nóng quá cho nên là phải sử dụng để cho nó mát da mặt của mình đó. Xịt lên da mặt thì rất là mát. Còn đây là mặt nạ Biocell thì nó có hai loại, một loại màu hồng và một loại màu xanh. Và đây là rửa máy rửa mặt của Romax của Lago. Cái máy này nó có hai mặt các bạn. Mặt này nó có những cái sợi silicon nó rất là mềm mịn và giúp cho da chúng ta rất là dễ chịu. Và khi chúng ta rửa mặt thì chúng ta sẽ cho sữa rửa mặt vào cái mặt có lông mịn này, có cái silicon mịn này. Và khi chúng ta thoa những cái dưỡng chất đó, thì chúng ta sẽ dùng cái mặt sau này, chúng ta có những cái lằn rãnh này để mà massage để tinh chất có thể thấm sâu vào da của mình hơn. Và đặc biệt là nó có cái đường cong của cái máy rửa mặt này thì chúng ta có thể nâng cái cơ mặt của mình lên. Và đây là son sáp. Cái son sáp này nó cũng rất là đặc biệt, các bạn khi thoa lên đó, thì nó sẽ có hương cam. Và cái son sáp này á, thì đây là cái hũ son sáp mình cũng thoa, mình mỗi lần livestream thì mình thoa và hàng ngày sáng ra mình cũng thoa. Thì khi thoa lên đó, thì cái môi của mình nó sẽ căng mọng lên và đặc biệt đó là nó giúp cho loại bỏ những cái độc chì ở trên môi của mình. Đôi khi mình sử dụng những cái loại son nó có chì đó, thì cái son này nó sẽ bảo vệ cái môi của mình. Mình thoa son dưới rồi xong rồi mình thoa một cái lớp son màu lên thì cái môi của mình nó sẽ được bảo vệ. Và đây đây là cái lọ mà kem ngày, kem dưỡng ban ngày, và công ty Laco thì luôn luôn bị cháy hàng cái kem ngày này. Thật ra ngày hôm nay mình lên màn hình đó, thì mỗi lần mình livestream á là mình sử dụng cái kem ngày này, lúc nào mình cũng có sử dụng hết và da của mình nó mềm mượt hơn. Đó là kem ngày. Và đây là cái amlo, thì amlo này nó là mà kem dưỡng ban đêm mà người ta hay gọi là serum dưỡng ban đêm đó. Thì trong hai loại sản phẩm này nó đều có cái DNA của cá hồi, nó giúp cho da mình nó có cái độ đàn hồi và thẩm thấu cho da cực kỳ tốt.
Ok, đúng là Hương Quỳnh. Son đó để bảo vệ môi của mình đó. Nó chống vấn đề mà bị nứt môi á. Ok, cảm ơn Nguyễn Lý nha. Đây là một cái video về kem ngày. Mời các bạn xem video nha. Đó chính là vết tắt nhẹ với cả nó làm sao mà sao có tiệm hoàn toàn mà làm bằng kem biết hết thì biết tiệm bôi đi làm da nó làm sao mà làm sao có tiệm hoàn toàn mà cái làn da của mình cái chất kem của mình nó trong mịn tuyệt đối luôn những cái da và làn da có tiệm hoàn toàn tổng hợp hết vào cái làn da của mình nó trắng hồng và trong cái thành phần này nó có một cái điều đặc biệt đó là nó có chứa DNA cá hồi và DNA cá hồi thì nó tương thích 95% so với cơ thể của chúng ta nên là nó sẽ có cái độ thẩm thấu cũng như là hấp thu rất là tốt gần như là toàn bộ những cái dinh dưỡng nó sẽ hấp thu được hết vào trong cái làn da của mình là các spa các thẩm mỹ viện họ hay sử dụng cái thành phần DNA cá hồi để giúp là làn da của mình căng bóng và mướt đó thì với những chị em nào mà gặp những cái vấn đề da mình bị tàn nhang này hay là bị nám này đó thì chúng ta nên sử dụng cái sản phẩm này để nó vừa giúp làm che khuyết điểm này giống như một lớp kem nền nhẹ nhẹ trong miệng thứ hai nữa đó là bổ sung cái DNA cá hồi để giúp cho cái làn da của mình đẹp sâu từ bên trong và còn một cái điều mà Ngọc cảm thấy tâm đắc nhất ở cái sản phẩm này đó chính là có thành phần kem chống nắng ở trong đó khi mình sử dụng mỗi khi đi ra ngoài thì cái chỉ số của nó là 30 SPF nhưng nó có thể bảo vệ làn da của mình dưới cái tác động của ánh nắng mặt trời đó và nếu như mà chúng ta mà không đứng quá lâu dưới ánh nắng mặt trời thì yên tâm là cái làn da của mình nó hoàn toàn được bảo vệ và buổi sáng Ngọc thì ngủ dậy cái nghi thức của Ngọc đó là rửa mặt với sữa rửa mặt này sau đó là chân bằng độ ẩm với toner này bước thứ ba đó chính là sử dụng cái Laco Luxury Cream này là vừa là một lớp kem nền vừa là một lớp dưỡng da và thêm một kem chống nắng nữa lỗi, sau đó tự là nhiên dùng sao thuốc mất màn hình cái rồi màu mắt mascara và sau đó là chút son thôi là mình có thể yên tâm đi ra ngoài hoàn toàn xinh đẹp và nghi ngờ hôm nay thì đã được bán mình với nói giá lại cho cả niêm yết là 498.000 và khi mà mình sử dụng thì mọi người có thể sử dụng thêm cả cái em ăn tô này nữa cũng là có thành phần DNA cá hồi và đây chính là một cặp đôi đây là dùng ban đêm và đây là dùng ban ngày đây là một cặp đôi hoàn hảo nếu như bạn muốn có một làn da tươi trẻ căng mọng và thực sự là có sức sống và đẹp một cách bền vững thì nhất định là nên tận một cái bộ này nhá đó là khiến cho bạn cảm thấy cực kỳ hài lòng luôn giống như cách mà các bạn hài lòng về em nó vậy Ok, để mình mở lại. Tự nhiên nó nhảy ra. Xin lỗi mọi người. Ok, đây là kem ngày ha. Cái đoạn video hồi nãy nó đã qua rồi. Để có dịp khác mình sẽ mở lại cho các bạn xem ha. Và mình rất là yêu thích cái hũ kem ngày này. Đây, hũ kem ngày này. Và nó giúp cho da của mình nó rất là mịn. Và đến một cái phần này mình muốn nói với các bạn đó là hôm nay, cũng nhân dịp hôm nay là mình cũng muốn gửi đến các bạn một cái lời mời hợp tác kinh doanh cùng Laco team Quỳnh Hồng và sếp ở phía trên đó là Ngọc Anh Phạm. Đây là một cái người sếp còn rất là trẻ và rất là tài năng. Ok, chị đã điều chỉnh màn hình lại rồi đó Hạnh. Có ổn chưa Hạnh ơi? Ok rồi phải không? Ok, chị chỉnh màn hình lại rồi. Và đây là người rất là trẻ và rất là tài năng và hiện tại á thì 9 giờ đáng lẽ là ngày 22 này là mới có một cái lớp học là về chuyên về đào tạo giúp cho những cái người mà mới vào á có niềm tin về sản phẩm rồi á thì chỉ với số vốn là 510k thôi và họ có thể bắt đầu kinh doanh với mỹ phẩm Laco được. Tại sao mà có cái lớp kinh doanh mỹ phẩm với số vốn chỉ có năm chỉ có 510k
là tại vì cái mùa Covid qua thì ai cũng có khó khăn hết, cho nên là mọi người cũng kinh tế cũng rất là khó khăn, để tạo điều kiện cho mọi người có thể cùng nhau kinh doanh được, cùng phát triển được. Với cái số vốn vô cùng ít và vô cùng thấp, chỉ 510k thôi là chúng ta đã bắt tay được vào cái join vào cái group này để chúng ta có thể học tập được. Đây là những anh chị đã đào tạo cho mình vào cái khóa K03, và các anh chị này còn rất là trẻ, trẻ lắm luôn, nhưng mà lượng kiến thức thì mình phải nói là mình cảm thấy rất là khâm phục những cái người này. Họ có cái cách bán hàng mà mình phải nói là mình còn chưa làm được giống như họ. Chính vì mình chưa làm được giống như họ cho nên mình chưa có được cuộc sống giống như họ. Và hôm nay mình ngồi mình chia sẻ ở đây, đó là những cái điều mà mình học được gói gọn lại trong cái lớp học vừa rồi của mình, đó là K03. Và đây là một cái buổi họp mà mấy anh em đang ngồi họp, mấy chị em đang ngồi họp để bàn chiến lược cho chúng kinh doanh sắp tới. Các bạn có ai phát hiện ra mình ngồi ở đâu không? Có ai phát hiện được mình ngồi ở đâu không? Ai phát hiện được mình ngồi ở đâu không? Ai phát hiện được mình ngồi ở đâu? Mình có quà. Có ai thấy ra mình ngồi ở đâu không? Hàng thứ mấy? Ok, một bạn comment là mình không biết. À, Hương Nguyễn. Hương Nguyễn, đúng rồi, hàng organic là mình dùng rất là an tâm. À, cảm ơn Hương Nguyễn nha. Công nhận là dùng Laco da thích thật chị ạ. À, đúng rồi, thích thật đó. Mình thích cho nên mình làm luôn. Đây, mình ngồi ở đây nè các bạn ơi. Trong cái buổi họp Zoom này mình cũng có mặt. Và ai trong số các bạn nghĩ rằng mình có thể kinh doanh được với Laco? Ai trong số các bạn nghĩ rằng mình có thể kinh doanh được với Laco với cái số vốn vô cùng thấp như vậy? Bạn nào có muốn cùng kinh doanh với mình thì có thể là chúng ta sẽ comment comment vào cái phần chia sẻ này, thì mình sẽ xem lại cái phần comment của các bạn, hoặc là các bạn có thể trực tiếp inbox trực tiếp vào Zalo với mình cũng được. Và trong cái livestream này, đặc biệt là trong cái livestream này, nếu mà bạn nào mua cái mỹ phẩm 3 ngày này, cái hũ kem ngày này, cái hũ kem ngày này, thì để mình xem cái hình hồi nãy có cái đoạn video clip đó, thì cái hũ kem ngày này để chúng ta, nếu mà chúng ta thật sự muốn kinh doanh theo mạng mà thành công, thì chúng ta, xin lỗi, muốn kinh doanh mà chúng ta livestream thành công á, thì nên nên đầu tư cho mình một cái hũ kem này. Chúng ta có thể là chúng ta dùng ban ngày, những cái lúc mà chúng ta livestream như thế này, để cho da của mình nó sáng lên một tí, nó không quá sáng nhưng mà nó sáng lên một tí để da của chúng ta dễ nhìn và nó bắt camera hơn. Nhìn da của mình nó sẽ bóng hơn và nhìn nó sẽ bắt mắt hơn. Thì người xem người ta vẫn muốn thích nhìn những người đẹp hơn. Đó. Thì cái hũ kem ngày này đặc biệt á, là giá của công ty là 498 ngàn. Nhưng đặc biệt trong cái livestream này thì nếu bạn nào mua cái lọ này thì mình sẽ tặng thêm. Nó là hũ son sáp. Cái son sáp này để bảo vệ môi. Và có giá là 135 nghìn. Đó, bạn nào muốn mua cái sản phẩm này với cái giá là 498 nghìn và được tặng thêm một sản phẩm là 135 nghìn thì cứ comment vào cái group này nha, hoặc là inbox trực tiếp cho Hồng. Mai Kim Hoa, tôi ai đã sẵn sàng dùng kem ngày cùng với Hồng xin hãy comment tôi bảo đảm luôn, chắc ăn luôn á, lên sóng là bắt camera chắc ăn luôn á. Thật ra mình đang dùng cái camera của cái laptop á. Wow, tuyệt vời quá chị ơi. Cảm ơn em nha, Việt Trinh. Ai ai sẽ sở hữu một, được một là thành hai, mua một thành hai, ai? Rồi, xin cảm ơn cả nhà nha. Và mình xin chia sẻ đến các bạn một cái video mà mình vô cùng yêu thích. Ôi trời, cái video đó đâu mất tiêu rồi.
Cái video này các bạn có thể xem lại rất là nhiều lần, và mỗi lần mình xem như vậy mình cảm thấy cũng nó để lại cho mình nó rất là nhiều cảm xúc. Mời các bạn xem cái video cuối cùng ha. Cái video này có một số các bạn thì có xem cái livestream hôm qua của mình là đã xem rồi, nhưng mà chưa có tiếng, để hôm nay mình mở tiếng cho các bạn xem. Ai xem mà thấy mình ở trong đó thì inbox cho mình nhé. Khi trên cơ mình dài tôi đứng, tôi sẽ gặp những khó khăn. Có đôi khi tôi nghe mọi người bên nơi, nhưng cố gắng sẽ không bao giờ đạt được đâu. Biết sẽ có đớn đau và mất đi hy vọng, tôi vẫn vững bước tiến về phía trước. Trong tim tôi niềm tin còn mãi luôn đồng đầy, một khát khao đang rực cháy. Giờ đây là lúc con tim này được hát lên, giờ đây là lúc tôi đang được là chính tôi. Dù cho ngày tháng còn có những trong gai, ai biết được tôi vẫn đi về phía trước trên con đường tôi. Những ước mơ sẽ mãi chỉ là mơ ước khi tôi hoài nghi chính mình. Những nỗi đau có thể làm tôi gục ngã, nhưng niềm tin sẽ không bao giờ mất đi. Ngày tháng cứ thế trôi qua, cuộc sống đã bất ngờ, tôi vẫn vững bước tiến về phía trước. Trong tim tôi niềm tin còn mãi luôn đồng đầy, một khát khao đang rực cháy. Giờ đây là lúc con tim này được hát lên, giờ đây là lúc tôi đang được gặp chính tôi. Dù cho ngày tháng còn có những trong gai, ai biết được tôi vẫn đi về phía trước trên con đường tôi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Những nghi ngờ khiến tôi chưa mơ, để cho con tim dần lối tôi đi tìm. Một ngày tôi sẽ vượt qua chặng đường kia và đến chân trời đó tôi hằng mơ. Giờ đây là lúc con tim này được hát lên, giờ đây là lúc tôi đang được làm chính tôi. Dù cho ngày tháng còn có những trong gai, ai biết tôi vẫn đi về phía trước trên con đường tôi. Đúng rồi. Sao? Có ai thấy mình trong bài nhạc đó không? Và mỗi lần mình nghe bài nhạc này, mình cảm thấy là có mình ở trong đó. Và mình cũng muốn mình là chính mình. Cho nên dù các bạn không hợp tác kinh doanh với mình đi chăng nữa cũng không sao. Nhưng mình được hôm nay mình được chia sẻ với các bạn những cái điều mà mình hiểu biết và những cái sản phẩm mà mình đang kinh doanh. Đó là những cái điều mà mình cảm thấy rất là tuyệt vời. Và mình chính là mình đã chiến thắng được mình. Cảm ơn các bạn đã ngồi đây đến giờ này. Và mình sẽ dành hai phần quà. Bây giờ mình cũng không còn thời gian nữa. Mình sẽ dành hai phần quà cho hai bạn nào có comment nhiều nhất thì mình sẽ gửi hai phần quà đến cho các bạn. Sau cái livestream này mình sẽ tổng hợp lại và mình sẽ chủ động inbox cho các bạn nha.
Rồi, xin tạm biệt các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon.